Con này chính là căng hay xoay phết đấy chứ. Theo sự có một con cây xoa này đi một mình. Vậy thì đã định mua luôn rồi nhưng mày phóng nhanh quá ấy chứ. Để đăng ký em nghe cho quan trọng. Đi với anh lo gì. Anh có đánh quan trọng được mùi. Mà hút của quan trọng. Con này chết chắc rồi. Chết chết là chết lắm. Chim sẩm. Thôi mở mồm ra nói sẩm nữa đấy. Dân nó bảo nếu biết chơi chi bây giờ. Con này đâu ra sẩm nhỉ? Kêu cái miền rồi. Ờ được miền tốt. Chết là chết lắm. Rúi này. Con này được có con mái thích à. Con mái ngon rồi. Ừ, con này được. Lại được màu nữa đây này. Bông non không đâu. Ôi, giọng nghe sẵn lắm. Đẹp như tìm hiểu. Mà nó ngọt. Tiếp giật ca mình. Mua này bác em ạ. Ừ. Mua này quay đầu vào thì mới chuyện chết này. Đấy. Cúi đấy, cúi cúi. Con này yếm đen đấy. Cái xe nó cứ đứng y thằng cu nó cứ rực nhỉ. Nhảy ngay mặt nằm không sút. Thank you.
Nhiều con khi không có má chơi còn hay hơn có má. Thì nếu con này không có mái thì nó phải chơi tí hơn. Nếu còn lăng sang nó sàng cứ có mái đứng cạnh vào. Mái đi bay rồi đúng không? Mái đi rồi. Đấy, không có mái nghe nó còn lăng sang nó sàng sủng.